Chào các bạn đến kênh xe phong cách 24 giờ. Bất gặp Winner chơi 10 độ siêu chất của vượt phủ chân dài. Đó là chiếc Winner chơi 10 của cô gái tên là Trần Thị Ngọc Duyên. Và điều này có thể làm bất ngờ biết bao nhiêu chàng trai. Tuy nhiên cô này đã được người yêu truyền cho kinh nghiệm cảm hứng với xe con tay, nên đã tập làm quen với chiếc Sui Sport và có cả những mô tô phân khối lớn nữa. Với niềm đam mê đi vượt và chinh phục những cung đường đẹp, khi Winner chơi 10 mới ra mắt, thấy cảm hứng phù hợp hơn nên cô gái đã rước em nó về ngay và đã rong ruổi rất nhiều cung đường đẹp trên đất nước ta. Tóm tắt cái cảm xúc khi chạy Winner chơi 10, Ngọc Duyên đã ngắn gọn chia sẻ bằng một câu: thật là vi diệu. Hãy xem chiếc Winner chơi 10 đầy cá tính của cô gái vượt phủ chân dài này nhé. Winner chơi 10 được độ lên tem đấu HRC nó bật, cùng với cặp mâm được sơn màu xanh cùng với tông. Cây bột Anavis tăng thêm phần mạnh mẽ cho chiếc xế. Xe gắn thêm cái ốp đầu carbon, đồng hộp Kosobideba trên chân kính phải, kính Rizuma Lassit tròn cùng với cái tay thắng 6 số 7, ba ga inox 10 ly. Xe trước cũng được ốp carbon fiber đầy sang trọng, đi cái đĩa gaffer cùng với heo Rebo BMW, ống nước Samco Sport. Cận cảnh dàn chân sau với ben đập Rebo, cái bộ Aranovic cổ vô Titan đầy hoành tráng. Đĩa sau gaffer vỏ Pichelli Bullet Chip, dàn ốc Titanium màu xanh làm điểm nhấn nhẹ, thay luôn cái dè sau cho thon gọn hơn. Tổng thể đầy lôi cuốn mà ít ai ngờ của một cô gái. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.